Công văn cũng nêu rõ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao Việt Nam để có những giúp đỡ kịp thời cho bà con cộng đồng người Việt Nam ở Ukraine sớm được ổn định cuộc sống. Đồng thời, Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ đề nghị Hội Phật tử Việt Nam tại các nước châu Âu tổ chức đón tiếp bà con cộng đồng người Việt Nam di chuyển từ Ukraine sang các nước châu Âu sẽ nhận được sự trợ giúp kịp thời.